như ở trong kinh doanh thì nó có là cướp khách hàng của nhau, thì ở trong sinh viên nó có các cái mối quan hệ hay mình hay gọi là bè phái. Hãy chú ý đó là những mối quan hệ nó phá, những cái hạt giống nó phá mối quan hệ của mình, chia bè chia phái. Rồi hạt số 7 là chúng ta nói những lời vô nghĩa, chúng ta thiếu những cái duyên, chúng ta thiếu những cái thứ tinh tế. Đối với sinh viên á, một trong những hạt giống rất đẹp đó là các bạn có được cái nền tảng kiến thức, các bạn có được thời gian. Nếu chúng ta biết cách mà chia sẻ kiến thức tốt, chúng ta chịu khó học tập, và cứ mỗi lần chúng ta xuất hiện, chúng ta lại chia sẻ được những kiến thức, những cái lời nói nó có giá trị để mình không bị lãng phí thời gian á, thì chúng ta tích tạo tụ được cái hạt giống nó tạo nên duyên. Chào thầy và mọi người, thì em giới thiệu thầy, em là hiện tại em là sinh viên năm 2 của trường đại học sư phạm. Thì em học khóa đi xa sinh viên rồi, thầy cho em hỏi một câu gọi là xíu nha thầy. Có nghĩa là trong lớp em đang thích một bạn đó thầy, em đang lớp một bạn, thì em đã đi chăm sóc ở viện dưỡng lão các cụ già neo đơn, em chăm sóc khá là lâu, khá là nhiều lần rồi, nhưng mà hạt giống của em nó vẫn chưa nở. Thì em không biết là thầy có thể chỉ em cách nào để mà hạt giống em nó nở được lẹ hơn không thầy. Với lại em hỏi một câu nữa là, có nghĩa là trong quá trình em chăm sóc các cụ già neo đơn trong viện dưỡng lão này, thì em thường xuyên gặp trường hợp là cụ này hay nói xấu cụ kia, và em đã tìm mọi cách em chuyển chủ đề là à vậy hả cụ, à vậy giờ hôm nay cụ có gì vui không, hay là bữa cụ tu có gì vui không, nhưng mà vẫn không cách nào giải thoát được thầy. Có nghĩa là cụ vẫn nói xấu tiếp, em cũng chữa các cái hạt xấu của em, như là em không có lan truyền tin đồn, không có thêm dầu vào lửa, nhưng mà nó em vẫn chưa thay đổi được. Thì em muốn thầy có thể giúp em trả lời cho em hai câu hỏi đó được không? Em cảm ơn thầy. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên chúng ta được tiếp cận những thứ này sớm thì các bạn rất có ích, bởi vì các bạn là thế hệ tương lai đấy. Và năm nay thì chúng tôi cũng sẽ đang lên kế hoạch để tổ chức một chương trình, tiếp tục một chương trình miễn phí cho sinh viên. Rồi, liên quan đến câu hỏi của bạn thì nó có hai ý. Ý thứ nhất là ba cái hạt giống liên quan đến mối quan hệ của chúng ta, đó là số 3, số 7 và số 9. Số 3 là hành động, số 7 là lời nói, và số 9 là ý. Vậy thì số 3 là hành động, vậy thì đó là hành động chung thủy, trung thành. Vậy thì những cái hoạt động mà liên quan đến sự không chung thủy thì chúng ta đã được biết ở cấp độ 3 rồi. Đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, đúng không ạ? Chúng ta hãy lưu ý những hoạt động mà liên quan đến yêu đương chồng chéo, đó là những cái hoạt động mà nó sẽ giúp nó làm cho chúng ta bị mất hạn, đổi nhảy, lộn xộn giữa các khoa, các khóa, các thầy. Như ở trong kinh doanh thì nó có là cướp khách hàng của nhau, thì ở trong sinh viên nó có các cái mối quan hệ hay mình hay gọi là bè phái. Hãy chú ý đó là những mối quan hệ nó phá, những cái hạt giống nó phá mối quan hệ của mình, chia bè chia phái. Rồi hạt số 7 là chúng ta nói những lời vô nghĩa, chúng ta thiếu những cái duyên, chúng ta thiếu những cái thứ tinh tế. Đối với sinh viên á, một trong những hạt giống rất đẹp đó là các bạn có được cái nền tảng kiến thức, các bạn có được thời gian. Nếu chúng ta biết cách mà chia sẻ kiến thức tốt, chúng ta chịu khó học tập, và cứ mỗi lần chúng ta xuất hiện, chúng ta lại chia sẻ được những kiến thức, những cái lời nói nó có giá trị để mình không bị lãng phí thời gian á, thì chúng ta tích tạo tụ được cái hạt giống nó tạo nên duyên. Mình chưa cua được là thực ra mình chưa có duyên, cho nên là nàng ta chưa thích. Người ta gọi là gái ham tài, trai ham sắc. Thế thì mình muốn tiếp cận các bạn gái, mình phải có tài năng. Còn phụ nữ thì họ cần có một cái đẹp, đúng không ạ? Trên đàn ông thì nên tập trung vào cái tài năng của mình, tập trung vào cái nội lực của mình. Vậy thì đối với hạt giống số 7 á, tài năng chính là cái khẩu, tài năng chính là cách giao tiếp, tài năng là chia sẻ kiến thức, tài năng là đi dạy các bạn khác học, tài năng mình có thể dạy kèm các bạn học sinh khác, nó tạo ra rất là nhiều kiến thức trí tuệ. Hoặc các bạn có thể học những cái khóa như thế này để chúng ta có thể mai mốt đồng hành hỗ trợ gieo hạt các bạn sinh viên khác, họ có những kiến thức như thế này. Cũng là hạt số 7 tốt lắm ấy. Và nhân câu hỏi của bạn thì tôi sẽ tặng cho tất cả mọi người một cái kiến thức rất quan trọng để tặng cho bạn Phúc, cho bạn hạt, bạn ấy nở. Đó là hạt giống số 7, là khẩu nghiệp á, là nói những lời vô nghĩa,
thì nó bao gồm luôn hạt giống số 4, số 5 và số 6. Ví dụ hạt giống số 4 là nói xạo đi, nói những lời sai sự thật đi. Vậy thì nói xạo thì cũng là nói lời vô nghĩa, đúng không? Hạt giống số 5 là nói chia rẽ, thì chia rẽ cũng là nói lời vô nghĩa. Hạt giống số 6 là thô lỗ, thì thô lỗ cũng là nói lời vô nghĩa. Trên hạt giống số 7 nó rất quyền năng, nó bao gồm luôn cả những cái khẩu nghiệp đằng trước. Trên những người nào mà giữ được hạt giống số 7 á, thì rất tuyệt vời. À, cái đó người ta gọi là luôn là thông minh về mặt ngôn ngữ, rất là giỏi về ngôn từ, rất là giỏi về giao tiếp. À, đó là hạt giống số 7. Hạt giống số 9 đó là sự đồng cảm. Trên là bạn biết là bạn phạm hạt giống số 7, trên bạn mới gặp bà cụ là đi nói xấu người khác, rồi lan truyền tin đồn không tốt. Đó là hạt giống số 7 của mình, là mình chưa thực hành tốt. Thế thì quay lại thực hành cho tốt, đúng không? Tại vì nếu mà bạn có được người yêu thì người yêu của bạn cũng sẽ nói xấu người khác. Thế thì mình phải tu mình trước, mình phải chỉnh mình trước. Hạt giống số 9 là đồng cảm với người khác, là mình biết giúp đỡ những người yếu thế, mình giúp đỡ những người mà họ chưa đủ những cái điều kiện. Thế thì tìm những cái bạn sinh viên mới, bạn năm 2, năm 3 thì bạn chọn những người năm nhất, hỗ trợ họ, đồng cảm với họ. Thì những cái hạt giống đó nó vun đắp, thì cái việc mà bạn đi vào trại dưỡng lão, hạt đó nó nở luôn. Đồng cảm với bà cụ, đồng cảm với những bà cụ khác. Trên rất nhiều người đi vào trại dưỡng lão nhưng mà mình thiếu tinh ý, mình vào mình thăm mỗi một cụ, còn hai cụ kế bên mình không có làm. Trên vô tình mình còn tạo ra sự gato giữa những cái cụ khác nữa. Trên là khi tôi đi á, là thường tôi rủ nguyên nhóm. Thế thì chúng tôi chia ra chăm sóc đều hết các cụ, để không có những cụ bị bỏ rơi. Và như vậy thì nó cần phải có sự tinh tế lúc mà chúng ta gieo hạt. Cũng có hiểu không? Vẫn tiếp tục đi gieo hạt, và tiếp tục đi trải dưỡng lão, và tiếp tục chỉnh đốn hạt số 3, số 7 và số 9. Được chưa Phúc? Dạ, thầy cho em hỏi là ví dụ em đi một mình thì làm sao em chăm sóc được hết viên mình lão? Rủ thêm mấy bạn của mình đi. Rủ các bạn mình thích đi luôn, vào đó nó dính. Okay. Đúng là bạn em thích là em có bồ thầy. Rủ thêm nhiều bạn đi, thế là mỗi người chúng ta thăm vài cụ. À, như vậy nó sẽ rất là hiệu quả. Nha. Không có thì mình vào cái cộng đồng DCI đó để đi cùng với họ, đi cùng với các anh chị họ thực hành trước ấy. Vào nhóm học tập, đi cùng với họ, vào câu lạc bộ hạnh phúc mỗi ngày, họ hẹn ngày xong mình đi cùng. Nha. Thường chúng tôi tổ chức đi cả xe 52 chỗ ấy chứ. Đi vào nấu ăn nè, tổ chức văn nghệ nè, rồi lau dọn vệ sinh cho các cụ nè, lau dọn cả cái khu luôn nè. Rồi đi nói chuyện nè, đút cho các cụ ăn nè, tặng quà cho các cụ nè. À, mình làm nó nhiều hoạt động như vậy cơ mà. Dạ được ạ, dạ em cảm ơn thầy nhé. Rồi chúc mừng bạn, tiếp tục là thực hành, đúng không ạ? Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!